Xin chào các bạn đang theo dõi kênh giới thiệu xe hai thì của Thanh Thạch. Như Thanh Thạch đã nói thì kênh này Thanh Thạch đã dùng để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cho anh em khắc phục những sự cố hai thì thường mang lại và giải thích những thắc mắc của hai thì. Hôm nay Thanh Thạch sẽ giải đáp cái thắc mắc về giấy xe xì bo. Tuy rằng cái này anh em rất là ít gặp, nhưng mà lỡ có khi gặp á thì anh em sẽ rất là sợ, tại vì xe bỏ tiền ra trăm mấy chục triệu, khi mua thì giấy nó ghi như thế này, còn khi về nhập thì giấy lại ra cái số loại lại khác, thì anh em rất là sợ. Nhưng khi anh em xem hết cái clip này của Thanh Thạch thì Thanh Thạch cam đoan anh em sẽ không còn lo lắng về điều đó nữa. Hôm nay Thanh Thạch sẽ nói rõ về giấy xe xì bo. Giấy xe xì bo có 3 loại nha anh em, 3 loại. Không nhất thiết là nhãn hiệu của giấy xe xì bo, không nhất thiết là phải là nhãn hiệu Suzuki, mà nó còn 2 loại nhãn hiệu khác nữa, đó là nhãn hiệu Yuga và Victoria. Thì hai nhãn hiệu này cũng là giấy xe xì bo, cũng là xe xì bo chứ không phải là xe gì hết, anh em yên tâm. Anh nhắc lại, giấy xe xì bo có 3 nhãn hiệu, 1 là Suzuki nè, 2 là Yura và 3 là Victoria. Nhưng Suzuki thì anh em gặp rất là nhiều đúng không? Còn Yuga và Victoria rất là hiếm gặp, tại vì xe này nhập về Việt Nam hình như là rất là ít chiếc, cho nên anh em rất là hiếm gặp. Nhưng mà nhiều anh em khi đi mua xe xem giấy Suzuki nhưng về lại nhập, người ta lại là giấy Yuga, lại hỏi anh công an thì anh công an nói hồ sơ sao tôi ghi vậy, thì anh em sợ. Nhưng đừng lo, không phải, đó cũng là nhãn hiệu của xe Sibo. Nhưng nói như vậy nè anh em, có nghĩa là khi mà ở bên Malaysia nhập về á, có nghĩa là cái hãng Suzuki nó sẽ sản xuất ra ví dụ như 10 chiếc đi, nhưng mà một cửa hàng nào đó ở bên đó nó mua rồi nó nhập về Việt Nam, thì đương nhiên nó phải lấy cái nhãn hiệu của cái cửa hàng đó để mà làm giấy khai thuế qua nhập về Việt Nam của mình. Nhưng mà rất ít, tại vì nó mua lại của Suzuki là một lô 10 chiếc, 20 chiếc gì đó thôi, rồi nó nhập về Việt Nam của mình thì lấy nhãn hiệu đó, hoặc là cửa hàng đó nó tên là Yuga hoặc là tên Victoria. Và khi cửa hàng của Victoria nó là cái tên của cửa hàng đó, mình ví dụ thôi nha anh em, cái tên của cửa hàng đó là Victoria, nó đặt Suzuki làm 10 chiếc, 20 chiếc, hoặc là nó mua lại của Suzuki để nó nhập về Việt Nam mình, thì cái tên thương hiệu của nó khai thuế năm đó nhập vào Việt Nam, cái nhãn hiệu của nó là Victoria. Nhưng mà rất là ít, nên hình như là anh em ít gặp lắm luôn. Nhưng mà nó có, thì Thạch nhắc lại, giấy Suzuki là có 3 loại nhãn hiệu, 1 là Suzuki nè, 2 là Yuga và Victoria. Thì ở đây Thạch có hình ảnh của hai cái loại giấy mà Thạch đã đề cập với anh em, thì mời anh em xem đây. Đây nhãn hiệu của một chiếc Sibo đời 99 đầu 35 nghe anh em, nhãn hiệu Yuga. Xe này có hồ sơ đàng hoàng, Thạch nói không phải là không có chứng cứ, Thạch sẽ cho anh em xem hồ sơ của nó nè. Đó, hồ sơ của nó. Đúng, đầu 35 đúng không? Xe này là của Thạch luôn. Thạch bán lại để Thạch rút hồ sơ cho người bạn. Đây. Đây, người bán là Thạch đây. Đây. Đúng không anh em? Nhãn hiệu Yuga đàng hoàng. Đó, thì cũng đúng là xe Sibo. Và đây là thẻ Victoria đầu 44 nè. Đầu 44 này là đời 201 rồi. 201 hay là 2. Đó. Thì á, thì đó cũng là những chiếc xe Sibo, giấy Sibo đàng hoàng, hồ sơ Sibo.
nhưng mà cái tên, cái nhãn hiệu của nó là của cái cửa hàng ở bên đó nhập về Việt Nam, không phải là của hãng Suzuki. Người ta mua lại của hãng Suzuki và nhập về Việt Nam mình thì nó sẽ ra cái nhãn hiệu như vậy. Thì á, có trường hợp này nè, là những năm trước á, những năm mà chưa ra mẫu thẻ nhỏ ha anh em, còn thẻ lớn thì cái phần giấy tờ của Sibor nó rất là lộn xộn và phức tạp. Mấy anh cán bộ á, đăng ký xe á, có nghĩa là mấy anh trước khi á là đúng của nó nhập về là Yoga, nhưng mấy anh vẫn đánh Suzuki luôn, tại vì mấy anh thấy chiếc xe là của Suzuki thì mấy anh cứ đánh Suzuki. Rồi rồi khi anh em mình mua về á thì qua mẫu thẻ nhỏ ngày hôm nay nè, thì bọn nó rất là khó rồi, bởi vì rất là kỹ luôn, về xem hồ xét hồ sơ rõ ràng đàng hoàng, nhập về ngày xưa nhập hải quan về á, là nhãn hiệu gì thì người ta sẽ ghi đúng chính xác nhãn hiệu đó và số loại xe luôn. Cho nên nếu nhập về Yoga thì người ta sẽ ghi là Yoga. Còn anh em vẫn hỏi nó, ủa lúc em mua là nhãn hiệu Suzuki mà sao giờ là Yoga anh? Thì hỏi cán bộ đăng ký vậy, thì cán bộ đăng ký cũng nói thì cán bộ chỉ dựa theo cái giấy tờ mà năm nhập về nó là nhãn hiệu gì thì đánh cái nhãn hiệu đó thôi. Rồi anh em bắt đầu mới lo sợ, nó tại sao Sibor mà nhãn hiệu Yoga. Nhưng mà hôm nay anh Thạch sẽ giải đáp cái phần đó cho anh em, là anh em hết sợ rồi ha. Yoga, Victoria, Suzuki đều là xe Sibor hết. Rồi, cái giải đáp thắc mắc này chắc có thể là giúp được cho những anh em mà từng dướng vô cái những cái giấy tờ mà gì gì như Thạch nói nãy giờ á, là đã giải tỏ được cái niềm lo lắng này đúng không? Rồi, bên cái khoản màn hình có chỗ đăng ký, anh em đăng ký vào đó, anh Thạch tin chắc rằng đều một cái đăng ký của anh em sẽ giúp được anh em rất là nhiều trong cái mà cuộc trải nghiệm mà chơi xe hai thì của anh Thạch. Anh Thạch có hơn 40 video clip nói về xe hai thì. Anh em cần gì cứ vào YouTube gõ Thanh Thạch rồi enter, Thanh Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em cận kẽ. Chào anh em nhé.